Các bạn thân mến, như đã hứa thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng phát trực tiếp với nhau. Và hiện tại thì chị đã đang giữ lời hứa và quay trở lại cùng với các bạn ở trên trang cá nhân của chị rồi. Và điều mong mỏi duy nhất bây giờ là các bạn đã có thể lên xem phần livestream này, để trong buổi tối ngày hôm nay chúng mình lại tiếp tục cùng với nhau trò chuyện về những câu chuyện văn học các bạn nhé. Và chị hy vọng rằng là những câu chuyện văn học mà chúng ta chia sẻ cùng với nhau về các tác phẩm này thì các bạn sẽ ngày càng yêu các tác phẩm này hơn, và quan trọng hơn hết là sẽ viết được những bài văn thật là hay về các tác phẩm mà chị đã hướng dẫn các em nhé. Hello, xin chào Quang Linh, xin chào em. Các bạn ơi, quay trở lại chưa nhở? À, xin chào Thủy Tiên, xin chào em. Xin chào Hoa. Nhanh chóng chia sẻ phần livestream này về trang cá nhân của mình để chúng ta có thể tìm lại và xem lại bất cứ lúc nào các em nhé. Ok, xin chào Hương, xin chào Lương, xin chào Hà. À, các bạn ơi, ok, xin chào Phương Thảo nhá. Các bạn ơi, ngay lập tức quay trở lại cùng với chị ở trong buổi tối ngày hôm nay nhá. Bởi vì như đã hứa thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại ở phần livestream lần trước. Ở trong số 1thì chúng ta đã cùng với nhau chia sẻ về 5 khổ thơ đầu trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh rồi. Ok, chị nhớ mà, chị nhớ Quang Linh mà, chị nhớ mà em, đúng không? Chúng ta đã tìm hiểu về 5 khổ thơ đầu trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh rồi. Và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về 4 khổ thơ còn lại ở trong bài thơ này các em nhé. Và chị hy vọng rằng là với phần chia sẻ của chị ngày hôm nay thì các bạn có thể giải quyết vừa nhanh vừa gọn vừa tiết kiệm thời gian nếu như đề thi của chúng mình vào bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Được không nào? Chị nhớ mà. Nào, giúp cho chị chia sẻ lên trang cá nhân của mình và tag bạn bè của mình vào nhá. Được không ạ? Các bạn ơi, quay trở lại cùng với chị nhá. Ok, xin chào Nguyễn Nhung. Xin chào Huỳnh Huỳnh. Xin chào Thảo Vi. Đợi các bạn ý một chút xíu nhá. Tại vì chị sợ là các bạn chưa vào kịp, các bạn lại bị mất mạch, đúng không? Chúng ta sẽ trò chuyện với nhau một chút trước khi mà chị bắt đầu buổi tối ngày hôm nay. Hình như là theo dự báo thì ngày hôm nay thời tiết sẽ trở lạnh. Chị không biết là các bạn, các em trong cái mùa dịch đang vô cùng căng thẳng như thế này thì các bạn đã chuẩn bị cho sức khỏe của mình như thế nào rồi? Một tuần vừa rồi đối với những bạn được nghỉ thì các em làm gì? Đối với các bạn vẫn phải đi học ở trường thì cảm xúc của các em như thế nào? Nào, chia sẻ cùng với chị nhá. Chúng ta sẽ dành khoảng 10 phút đầu để nói chuyện với nhau, trò chuyện với nhau này. Và cũng là cái khoảng thời gian để chúng mình đợi các bạn ấy luôn. Được không ạ? Nhá, ok không? Cũng là cái khoảng thời gian để chúng ta đợi các bạn ấy luôn. Tháng 8 mới thi, đúng rồi, năm nay tháng 8 mới thi. Chưa bao giờ cái cuộc thi của chúng ta gọi là kỳ thi đại học, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia lại kéo dài đến như thế, phải không ạ? Lại kéo dài đến tận như vậy. Nhưng mà có phải là chỉ một mình các em phải chiến đấu với cuộc chinh chiến dài như vậy đâu, đúng không? Bản thân chị đây này, bản thân chị cũng là người mà sẽ phải đồng hành cùng với các em ở trong một cái chặng đường dài như vậy. Nhưng mà chị tin rằng mọi điều xảy ra thì đều có những cái lý do và nguyên do mà sau này đến một cái thời điểm nhất định thì chúng ta mới có thể giải thích được. Thế nên là chúng ta hãy chấp nhận hiện tại, chúng ta sẽ cùng với nhau thường xuyên rửa tay này, thường xuyên luôn luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài này, hạn chế ra ngoài này, và tất cả những cái biện pháp mà Bộ Y tế đã khuyến cáo thì chúng ta cũng cần phải thực hiện các em nhá, để chúng ta cùng vượt qua cái đợt đại dịch này để có thể quay trở lại gặp bạn bè, đúng không? Em đi học mà cũng hơi mệt bởi vì em muốn tập trung vào môn cần thi mà vẫn phải học môn phụ. Thật ra thì sau này chị mới hiểu là không có bất cứ một môn học nào mà nó gọi là nó phiền phức và nó không có tác dụng đối với mình cả. Mà sau này rồi thì các em sẽ hiểu là thật ra bất cứ một môn học nào thì cũng đều có những cái tác dụng rất là riêng đối với chúng mình.
Thế nên chị mong là các bạn sẽ bình tĩnh, bởi vì là những cái môn phụ thì chúng mình sẽ giảm cái lượng thời gian học của chúng mình đi, đúng không? Còn đối với những cái môn chính thì chúng ta sẽ tăng thời gian của học của mình lên. Vậy thì điều quan trọng nhất là gì? Điều quan trọng nhất là bản thân các em phải tự cân bằng được cái thời gian của mình thì chúng ta sẽ không cảm thấy nhàm chán. Đúng không? Nhá. Ok chưa nào? Chị bắt đầu được chưa nhở? Hay là các bạn vẫn muốn trò chuyện thêm? Ok, xin chào Mỹ. Lâu lắm rồi không gặp nhau, đúng không? Các bạn ơi, các bạn quay trở lại với chị chưa? Vẫn thấy ít bạn xem quá nhở? Vẫn thấy ít bạn xem quá nhở? Nào giúp chị chia sẻ một chút xíu nhá. Dù chị biết là wifi hiện tại thì giúp cho chị chia sẻ vào các cái group nhá. Chị biết là chia sẻ, chị biết là wifi hiện tại thì bởi vì là cái con baby shark nó khiến cho wifi của chúng ta kiểu đôi khi cũng không ổn định ấy. Nhưng mà chị cũng mong là các em sẽ chia sẻ giúp chị. Ok, xin chào Thanh Diễm, xin chào em. Sẵn sàng rồi à? Nào, ok chưa nhở? Đợi một chút nhá, đợi các bạn ấy một chút nha. Ok, xin chào Vân Phan, xin chào em. Thấy dự đoán là ngày hôm nay thì sẽ bắt đầu trở lạnh và Hà Nội chuẩn bị đón một cái đợt không khí lạnh. Đúng là thời tiết hiện tại thì rất là thất thường, thật sự là như vậy. Chị cảm thấy là năm nay cái gì nó cũng biến đổi luôn ấy, chứ không chỉ riêng về cái sự biến đổi mà chúng ta gặp phải khi mà chúng ta thấy trong đêm giao thừa. Có rất là nhiều những cái sự biến đổi ở trong năm nay, đúng không? Bản thân học sinh của chị, bản thân các em thì các bạn cũng đã có một cái sự biến đổi rất là ngoạn mục khi mà chúng ta chưa bao giờ lại có một cái kỳ nghỉ dài đến như vậy, đúng không? Chưa bao giờ chúng mình lại có một cái kỳ nghỉ dài đến như thế. Chị biết là trong cái thời điểm này sẽ có rất là nhiều bạn rệu rã chứ, đúng không? Chị biết là các em sẽ có rất là nhiều bạn cảm thấy rệu rã, bởi vì là chúng ta nghỉ quá dài rồi và chúng ta nghĩ rằng là tháng 8 thi thì chúng mình vẫn còn quá nhiều thời gian cho việc học. Nhưng mà chị thì chị không nghĩ như vậy. Bởi vì chị nghĩ đây sẽ là cái thời điểm tốt nhất để chúng ta tích lũy mọi thứ. Chị mong là các em cũng sẽ nghĩ như thế, chứ không phải là tự vin cho mình một cái cớ rằng năm nay đến tháng 8 mới thi nên bây giờ chúng ta vẫn có thể rong chơi. Thực sự là nhiều bạn vẫn chơi, nhưng mà không phải là chơi trong lo sợ mà là chơi trong niềm vui thực sự, chứ không phải là chơi trong lo sợ. Nên chị mong là các em sẽ tận dụng thời gian này nhá. Ok chưa? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại chứ nhở? Phải không? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau nhá. Được không nào? Ok chưa? Dù là ít bạn hay nhiều bạn thì chị cũng muốn là chị sẽ ngay lập tức phát trực tiếp cùng với các em bây giờ. Được không nào? Ok chưa? Quay trở lại cùng với chị và đừng quên là share phần video clip này vào các group này. Được không ạ? Share lên trang cá nhân này để mọi người biết tới chị Hiên nhiều hơn. Ok chưa? Rồi, các bạn ơi, có một cái câu chuyện như thế này mà chị muốn, rất là muốn chia sẻ cùng với các em. Chị không biết là các bạn ở đây, các em đã và đang học khóa học online của chị chưa? Nhưng mà chị vừa có một cái câu chuyện chị trải qua, và có rất là nhiều bạn đăng ký khóa học online của chị, sau đó đã bán khóa học online của chị cho các bạn khác với một cái giá rất là cắt cổ. Được không ạ? Thế nên là điều quan trọng nhất chị muốn nói luôn với các bạn ở trong ngày hôm nay, đó là nếu như mà các em có dự định là đăng ký khóa học online của chị thì hãy tìm đến chính chủ. Đó là hãy đi tìm đến chị, hãy tìm tới những anh chị admin ở fanpage Học Văn Chị Hiên, chứ đừng tìm qua bất cứ một bạn nào khác.
Bởi vì nếu như mà các em chủ quan nghĩ rằng là mình đã mua được khóa học của chị Hiên rồi và mình nghĩ rằng là cái học phí cho cái khóa học này rất là rẻ, bạn ấy bán cho mình chắc là rẻ hơn, không bao giờ có chuyện đấy đâu. Và hiện tại là chị đã phát hiện ra một số bạn là đã bị gặp phải cái trường hợp là bị một cái bạn khác lừa rồi đấy. Thế nên là chị muốn là nếu như các em đang xem cái phần livestream này của chị mà có ý định học khóa học online của chị ấy, thì các em hãy tìm tới chị và hãy tìm tới admin của fanpage Học Văn Chị Hiên, hay là tìm đến các anh chị trợ giảng như là chị Huyền Vũ này, chị Hải Quỳnh này, chị Hoài này, anh Khánh này, chị Lan Anh này, chứ không phải là, hay là chú Văn Học, chứ không phải là tìm qua các bạn ý. Ok không nào? Chị hy vọng là các em sẽ giúp cho chị lan tỏa cái điều này, được không? Bởi vì chị vẫn thường nói với học sinh của mình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống là chị luôn luôn mong các em sẽ giữ cho mình một cái trái tim chân thành, hãy giữ cho mình một lòng tốt, hãy giữ cho mình một trái tim tỏa sáng và làm những cái điều để cho bản thân mình không phải cảm thấy hổ thẹn, hay là làm những điều khiến cho bản thân mình không phải lấn cấn suy nghĩ. Thế nên là có khóa học online của chị thì hãy liên hệ với chị hoặc là liên hệ với admin của fanpage Học Văn Chị Hiên các bạn nhé, chứ đừng liên hệ cô bất cứ một bạn nào khác. Ok không nào? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với buổi tối ngày hôm nay, được không ạ? Các bạn thân mến, nhà thơ Xuân Quỳnh đã từng viết một bài thơ như thế này. Bắt đầu nhá, được không ạ? Chính xác, share chung một tài khoản nhưng mà lại còn có nhiều trường hợp là bán lại khóa học xong rồi với một cái giá rất là cắt cổ, một cái giá trên trời luôn cơ. Đó, nên là chị muốn là các em phải tìm đến chị hoặc tìm tới những cái người tin tưởng. Ok chưa? Nhá. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu nha. Các bạn thân mến, nhà thơ Xuân Quỳnh đã từng viết trong một thi phẩm của mình như thế này. Thị trấn nào anh đến chiều nay, mảnh tường vắng mùa đông giá rét. Dẫu em biết không phải là vĩnh biệt, vẫn thấy lòng da diết lúc chia xa. Xóm làng nào anh sẽ đi qua, những đồng lúa vườn cây bờ bãi. Dẫu em biết rằng anh trở lại, ngọn gió buồn vẫn thổi phía không anh. Hạt mưa trôi theo cánh cửa một mình, hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói. Tờ lịch mỏng bay theo lòng ngóng đợi, một con đường vời vợi núi cùng sông. Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không, chỉ lá rụng rạt rào lối phố. Dẫu em biết rằng anh cũng nhớ, nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên. Đây là một bài thơ mang tựa đề là Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại. Một bài thơ rất 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 là nổi tiếng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Và như ở buổi trước, khi mà chị đã chia sẻ cùng với các bạn rất nhiều về một thi phẩm, không chỉ là tên của một thi phẩm đã gây xôn xao cho nhiều thế hệ, không chỉ là biểu trưng cho một hồn yêu chưa từng nguôi yên, mà sóng của Xuân Quỳnh còn là một nguồn sống, nguồn năng lượng mà nữ thi sĩ ấy đã truyền lại cho Mai Hậu qua mỗi tiếng thơ của mình. Đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là chị đã nói với các bạn rằng tiến sĩ Chu Văn Sơn từng nhận định rằng thơ của Xuân Quỳnh là niềm đau đáu bình an giữa thời tao loạn. Khi binh lửa, đạn bom cuốn mỏi thân phận, nguồn lực và cuộc chiến, thơ ca cũng không thể say máu anh hùng mà cất lời sắt máu. Dù không thể cưỡng lại thời, song những tiếng thơ thầm kín và mãnh liệt nhất, Xuân Quỳnh vẫn chỉ đầy dành cho niềm khao khát yên lành. Đó là những vần thơ viết để dành cho góc vườn đôi lứa, tổ ấm sáng đèn, vành nôi sơ tán chiếc tã ban mai, cho lời du thèm mặt đất, tiếng cà nhớ nắng trưa, cho những bông hoa nghẹn hương, những cánh chuồn lạc bão, những thứ bé mọn thôi, vô nghĩa nữa mà lại hằng nhen nhóm cưu mang chăm chút cả cõi đời. Phải không ạ? Và chúng ta thấy rằng là bởi vì không bị mắc kẹt giữa một nguồn thơ lửa máu, thế nên Xuân Quỳnh không phải bận lòng tìm lối ra như bao người khác. Tạnh bom đạn về lại đời thường, mạch thơ của Xuân Quỳnh cứ đà xưa mà tuôn chảy. Chỉ khác là bây giờ những tâm sự đàn bà nhất được dịp khơi sâu, những tiếng lòng từng cắt xén được hồn nhiên biểu tỏ,
thiết tha với một tình yêu nặng về gắn bó, chở che và chia sẻ. Chị luôn trăn trở với sự mong manh của yêu đương, sự bấp bênh của hạnh phúc, luôn băn khoăn về nỗi lạnh nhạt của thời gian, phôi pha của tuổi trẻ, luôn nơm nớp với mưa bão bất thường, những đổ vỡ xa xôi. Và đó là những vần thơ rất hay, rất tình, rất giản đơn nhưng cũng rất đặc biệt của Xuân Quỳnh. Chị không biết là ở trong cái phần chia sẻ trước, khi mà chị nói về Sóng và Xuân Quỳnh, thì các bạn ấn tượng nhất bởi điều gì? Chị cũng rất là muốn được lắng nghe, xem là các bạn của chị các em ấn tượng về điều gì. Khi mà nói tới Sóng, khi mà nói tới Xuân Quỳnh, thì các em ấn tượng về điều gì? Từ khổ thơ thứ nhất cho tới khổ thơ thứ năm, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng khổ thơ đầu tiên là khổ thơ gì ạ? À, khổ thơ đầu tiên là khổ thơ viết về sự đối lập. Khổ thơ thứ hai là khổ thơ nói về những khát vọng tình yêu tuổi trẻ. Khổ thơ thứ ba và khổ thơ thứ tư là nói về cuộc truy tìm căn nguyên của tình yêu. Và khổ thơ thứ năm là khổ thơ viết về nỗi nhớ. Chúng ta cũng có một cái khổ thơ rất rất là đặc biệt, đó chính là khổ thơ thứ sáu, được không ạ? Là khổ thơ thứ sáu. Có thể thấy rằng là bản thân Xuân Quỳnh, sau khi mà bắt gặp một cái tình cảm, bắt gặp một cái nỗi nhớ trực trào ùa về, thì Xuân Quỳnh bây giờ lại bắt đầu nói về một khát vọng mà bất cứ người phụ nữ nào bước vào tình yêu cũng đều mong mỏi có được điều này ở trong tình yêu của mình. Đó là gì nhỉ? À, đó là khát vọng thủy chung. Chúng ta có khổ thơ thứ 6. Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Chúng ta có thể thấy rằng là quả thực là thế giới của anh và em đang sống là một thế giới mà không có một cái giới hạn về độ dài Nam Bắc, không thể nào khoanh được địa bàn chính xác những nơi cùng tồn tại một nỗi nhớ khắc khoải của tình yêu. Người ta vẫn hay nói rằng là đất trời thì có bốn phương tám hướng, dù cho có em có xuôi về phương Nam hay là ngược lên phương Bắc, thì trái tim của em chỉ có duy nhất một phương để hướng về thôi. Đó là gì ạ? Đó là phương anh, phải không ạ? Đó là phương của hạnh phúc, đó là phương của khát vọng, đợi, chờ, yêu, tin. Rất nhiều người thắc mắc rằng tại sao Xuân Quỳnh lại viết là xuôi về phương Nam và ngược lên phương Bắc. Đáng lẽ như bình thường thì phải là xuôi về phương Nam và ngược về phương Bắc chứ, đúng không? Tại sao lại viết là nếu dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam? Tại sao lại như vậy? À, thì ra đây là một cái cách nói lạ hóa của Xuân Quỳnh. Bởi vì Xuân Quỳnh muốn đưa đến một cái thông điệp cho người đọc rằng là cuộc đời này vốn dĩ không phải lúc nào cũng bằng phẳng giống như là chúng ta nghĩ. Và tình yêu của chúng mình sẽ có những thời điểm mà chúng ta sẽ gặp phải những giận hờn, những khó khăn, những thử thách, những trở ngại. Em không biết được rằng là bản thân anh thế nào, nhưng bản thân của em thì bao giờ em cũng tin tưởng một điều rằng là em chắc chắn sẽ nắm lấy tay của anh. Để có thể làm gì ạ? Để có thể bước qua được mọi khó khăn và thử thách. Bởi vì cuộc đời này luôn hàm ẩn những nghịch lý và éo le. Thế nên điều mà em mong muốn nhất là sau tất cả những éo le và nghịch lý như vậy, sau rất nhiều những trái ngang và trắc trở, thế gian này có điên đảo đảo điên, thì trái tim của em vẫn luôn luôn chỉ có một nơi duy nhất để hướng về thôi. Đó là nơi anh, bên độ bình yên để cho thuyền tình của em neo đậu. Được không ạ? Xuân Quỳnh viết nhiều thơ lắm, mà toàn là thơ về tình yêu thôi. Xuân Quỳnh bao giờ cũng vậy, mang trong mình một cái trái tim yêu nồng nàn và tha thiết. Thế nên Xuân Quỳnh mới viết là như thế này: chả dại gì em ước nó bằng vàng, trái tim em anh đã từng biết đấy. Anh là người coi thường của cải, nên nếu cần anh bán nó đi ngay. Em cũng không mong nó giống mặt trời, vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống, lại mình em với đêm dài câm lặng, mà lòng anh xa cách với lòng em. Em trở về đúng nghĩa trái tim em, biết làm sống những hồng cầu đã chết, biết lấy lại những gì đã mất, biết rút gần khoảng cách của yêu tin. Em trở về đúng nghĩa trái tim em,
biết khao khát những điều anh mơ ước, biết xúc động qua nhiều nhận thức, biết yêu anh và biết được anh yêu. Em trở về đúng nghĩa trái tim em, là máu thịt, đời thường, ai chẳng có, vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Và tình yêu trong Xuân Quỳnh là một tình yêu nồng nhiệt như vậy. Tình yêu trong Xuân Quỳnh là một tình yêu tưởng chừng giản đơn mà lại thiết tha và dạt dào như vậy, phải không ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là Xuân Quỳnh đã truyền tải được một cách trọn vẹn về cái khát vọng của mình. Đó là khát vọng thủy chung, đúng không ạ? Đó là khát vọng thủy chung. Tôi mong muốn một tình yêu dẫu cho có vượt qua mọi nghịch lý và éo le cũng có thể bên cạnh nhau ở cuối cuộc đời, phải không ạ? Và Xuân Quỳnh đã lựa chọn một tình yêu như vậy đấy các em ạ. Xuân Quỳnh đã lựa chọn một tình yêu như vậy. Một tình yêu tưởng chừng là giản đơn nhưng mà lại là nói cho biết bao nhiêu những tâm hồn khác, chứ không chỉ riêng gì là câu chuyện của Xuân Quỳnh, phải không ạ? Không chỉ riêng gì là câu chuyện của Xuân Quỳnh. Chúng ta thấy rằng là khổ thơ thứ 6 là một khổ thơ rất ấn tượng nếu như với những ai mà đã bước vào tình yêu. Các bạn ở đây, thế đã có bạn trai hay là bạn gái chưa? Các em? Các bạn ở đây đã có bạn trai hay là bạn gái chưa? Hay là em vẫn còn đang độc thân vui tính? Đã bao giờ có những cái rung cảm gì chưa? Đã bao giờ có những cái rung cảm nào đặc biệt đối với một người khác giới chưa? Chị nghĩ là độ tuổi 17 là cái độ tuổi đẹp nhất, đúng không ạ? Người ta vẫn thường nói là độ tuổi 17 là cái độ tuổi đẹp nhất, là cái độ tuổi mà người ta bắt đầu đã có những cái rung cảm cho một cái người nào đấy khác giới với mình rồi, phải không ạ? Và chị tin đó là những cái rung cảm rất là tự nhiên và trong sáng từ các em. Chị tôn trọng điều đó, được không ạ? Chị tôn trọng điều đó. Cô đơn sớm tối à? Cô đơn sớm tối à? À, em đang ế à? À, chị đã thấy các bạn bắt đầu khai rồi nhá. Rồi. 3 năm trước chị cũng hỏi câu này à? Thế bây giờ tình trạng nào rồi Huy Hiếu? Bây giờ tình trạng nào rồi Huy Hiếu? Ui, trời ơi, đấy, thấy chưa? Các em bây giờ đã kiểu khai rồi nhá. Quan trọng là phải thế chứ, đúng không? Quan trọng là phải thật thà chứ, đúng không? Rồi, đã có những cái rung cảm đầu tiên rồi, đúng không? À, Cruz, một bạn cùng tuổi à? À, vậy là yêu đơn phương à? Có những cái tình cảm đơn phương hay sao? Các bạn học chung cho có động lực, cần bạn học chung cho có động lực. Chị ơi, vẫn ế chị ạ. À, ô sao lại cảm động quá, em đang khóc ở Thanh Tùng. Ô mấy cái đứa này, em vẫn ổn định chị ơi, là như nào hả? Hả? Em vẫn ổn định là như nào? Chị hỏi câu cảm động quá làm em suýt khóc. Đáng yêu quá. Rồi, chị mong là các bạn sẽ luôn luôn giữ cho mình những cái tình cảm đẹp như vậy, được không ạ? À, thay vì yêu khác giới thì ta nên yêu tổ quốc, yêu đồng bào chị ạ. Tự nhiên cái câu này của em lại giúp cho chị nhớ đến một cái lời thơ trong bài thơ Sao Chiến Thắng của nhà thơ Chế Lan Viên, rằng là ôi tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ, như cha, như vợ, như chồng. Ôi tổ quốc nếu cần ta chết, cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông. Và tự nhiên là cái lời mà em nói lại giúp cho chị nhớ tới một cái đoạn thơ rất là hay của nhà thơ Tố Hữu. Không biết là các bạn có biết được không? Nó là như thế này. Anh nắm tay em sôi nổi vụng về, mà nói vậy, trái tim anh đó rất chân thật, chia 3 phần tươi đỏ. Anh dành riêng cho đảng phần nhiều, phần cho thơ và phần để em yêu.
Em xấu hổ, thế cũng nhiều anh nhỉ. Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí, dắt nhau đi cho đến sáng mai nay. Anh đón em về, xuân cũng đến trong tay. Các em có biết không? Có biết cái đoạn thơ đấy không? Của nhà thơ Tố Hữu không? Bài ca mùa xuân năm 1961. Không biết là các bạn có biết bài thơ đấy không? Cái đoạn đấy chị cũng khá là hay đọc khi mà nói về Tố Hữu, hay là khi mà phân tích về bài thơ Việt Bắc. Chị đọc lại cho các bạn nghe một lần nữa nhá, được không nào? Như thế này: anh nắm tay em sôi nổi vụng về, mà nói vậy trái tim anh đó rất chân thật, chia ba phần tươi đỏ. Anh dành riêng cho đảng phần nhiều, phần cho thơ và phần để em yêu. Em xấu hổ thế cũng nhiều anh nhỉ. Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí, dắt nhau đi cho đến sáng mai nay. Anh đón em về, xuân cũng đến trong tay. Có lẽ là bây giờ thì các bạn nam phải đọc một cái bài thơ là: anh nắm tay em sôi nổi vụng về, mà nói vậy trái tim anh đó rất chân thật, chia ba phần tươi đỏ. Anh dành riêng cho gì? Không phải là cho đảng phần nhiều đâu, đúng không ạ? Các bạn chắc là không phải là dành riêng cho đảng phần nhiều đâu. Có lẽ là anh dành riêng cho gì? Cho game phần nhiều, đúng không? Phần cũng không để cho thơ đâu, nhưng mà phần còn lại thì để em yêu thật, phải không? Rồi, thế nên là chị biết là các bạn nam bây giờ thì có nhiều những cái mối quan tâm khác lắm. Ôi, cảm ơn Nguyễn Bình nhá. Rồi, các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng tiếp tục trò chuyện như vậy thôi nhở. Bây giờ quay trở lại với khổ thơ tiếp theo nhá, là khổ thơ thứ 7 trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Khổ thơ như thế này: ở ngoài kia đại dương, trăm ngàn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ, dù muôn vời cách chờ. Chúng ta có thể thấy rằng là đây là một cái khổ thơ mà tiếp tục bổ sung và hoàn thiện trọn vẹn cho cái nỗi lòng của người phụ nữ thông qua hình tượng sóng, đúng không ạ? Đây là một cái lời khẳng định của em, rằng là hành trình của con sóng từ đại dương ôm vào bờ cát trắng sẽ là một hành trình đầy những gian khổ nhọc nhằn. Có những thời điểm sẽ gặp giông bão, sẽ gặp trở ngại, nhưng mà cuối cùng thì sóng vẫn sẽ tìm được đến nơi đích thực thuộc về mình, cũng giống như hành trình của em tìm đến với tình yêu của mình, phải không ạ? Điều này thì thật là giống với những vần thơ của Xuân Quỳnh đã viết như thế này: kìa bao người yêu mới đi qua cùng heo may, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. À, vậy là suy cho cùng thì cũng đúng thôi, phải không các bạn? Thời gian rồi sẽ trôi đi và chỉ còn tình yêu ở lại. Để rồi khi nghĩ về tình yêu của mình, Xuân Quỳnh lại bắt đầu có những lo âu chăn trở. Bởi vì những cái lo âu và chăn trở của Xuân Quỳnh là những cái lo âu chăn trở hết sức là đời thường thôi. Tiến sĩ Chu Văn Sơn từng nhận định về thơ Xuân Quỳnh như thế này: thiết tha với một tình yêu nặng về gắn bó, chở che và chia sẻ, chị luôn chăn trở với sự mong manh của yêu đương, sự bấp bênh của hạnh phúc, luôn băn khoăn về nỗi lạnh nhạt của thời gian phôi pha của tuổi trẻ, luôn nơm nớp về những mưa bão bất thường đổ vỡ xa xôi. Đây là lúc những suy ngẫm về trái tim đập sau làn áo mỏng, về bàn tay, ngón trắng thon dài luôn song xanh trong thơ chị. Những dự cảm về nhà ga của chia ly gặp gỡ, con tàu của khát khao đi hồi hộp mỗi khi về luôn cồn cào trong thơ chị. Những nỗi cỏ dại bị dày xéo, hoa dại bị bỏ quên, mây trắng mải phiêu bạc, lá vàng ngày một thưa, cỏ may thèm giữ mãi, hoa cúc muốn y nguyên luôn khắc khoải trong thơ chị. Càng lo liệu đắp bồi, càng lo âu phấp phỏng, con sóng trong hồn thơ chị càng về sau, càng nặng chịu những u uẩn của một lòng nữ vốn cả nghĩ cả lo. Cất lên những nỗi niềm máu thịt ấy, Xuân Quỳnh thực là người đàn bà của muôn thuở. Được không ạ? Các bạn ơi, chúng ta thấy là đây không phải là lần đầu tiên mà Xuân Quỳnh bộc lộ những cái âu lo và khắc khoải ở trong những vần thơ của mình. Xuân Quỳnh cũng đã từng viết rằng là: thời gian trôi theo cánh cửa một mình, hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói, tờ lịch mỏng bay theo lòng ngóng đợi, một con đường vời vợi núi cùng sông. Được chưa nào? Hay là
Có mấy ai nhớ về ngọn cỏ mọc vô tình trên lối ta đi, dẫu nhỏ nhoi không đáng nhớ làm chi, không nghĩ đến nhưng mà vẫn có. Cũng có thời điểm mà Xuân Quỳnh đã viết rằng là khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may, áo em vô ý cỏ găm đầy, tình yêu mỏng mảnh như màu khói, ai biết tình anh có đổi thay. Xuân Quỳnh lúc nào cũng lo lắng các em ạ. Không phải là chỉ thể hiện trong thơ đâu. Tại sao người ta lại nói rằng là thơ của Xuân Quỳnh chính là tính linh của Xuân Quỳnh, chính là cái tính cách của Xuân Quỳnh, là linh hồn của Xuân Quỳnh? Là bởi vì là Xuân Quỳnh thực sự ở ngoài đời thực lúc nào cũng sợ, thực sự là như vậy. Nếu như mà các em được nghe và có thời gian khi mà nói về Lưu Quang Vũ và vở kịch Hồn Trương Ba Giàng Thịt, thì chị sẽ chia sẻ thêm với các bạn những cái câu chuyện về tình yêu của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Các bạn sẽ thấy là quả thực là Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, đứng trước Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh là một người con gái rất là yếu đuối, rất là nhỏ bé, và lúc nào cũng lo lắng bởi vì mình hơn tuổi chồng của mình, bởi vì lo lắng rằng sắc đẹp sẽ tàn phai, lo lắng rằng mình không xứng đáng với người chồng tài năng của mình. Thế nên lúc nào Xuân Quỳnh cũng sợ, lúc nào Xuân Quỳnh cũng lo âu, và lúc nào cũng mang trong mình những cái sự cả nghĩ cả lo như vậy, được không ạ? Mặc dù là cả hai người thì sống trong một cái khoảng không gian hạnh phúc chỉ có vỏn vẹn là nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi, nếu nằm mơ em của tay là chạm vào thùng gạo, ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo, ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình, đúng không? Đó là những cái câu thơ rất là hay mà đã diễn tả rất chân thực về cái tình cảm của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Nhưng thực ra nếu như mà xét theo cái góc độ của một người phụ nữ trong tình yêu, thì những lo âu và trăn trở của Xuân Quỳnh là những lo âu trăn trở hết sức đời thường, hết sức bình thường, phải không ạ? Giống như là một lời thì thầm của một người phụ nữ với người yêu của mình, người chồng của mình. Giọng thơ ở trong khổ thơ này có vẻ trầm xuống để bây giờ tác giả được thổ lộ những cái nỗi lo lắng thường tình của một người đang yêu khi đứng trước sự hữu hạn của thời gian. Xuân Quỳnh thì thầm rằng là cuộc đời này tuy dài thế và năm tháng thì vẫn sẽ trôi đi, đúng không? Cái khoảng thời gian của con người có là gì ạ? Là định tính, còn thời gian của thiên nhiên là tuyến tính. Thời gian của thiên nhiên là một cái vòng tuần hoàn, còn thời gian của con người chỉ có một cái quỹ giới hạn như vậy thôi. Thế nên có lẽ là sẽ đến một thời điểm thời gian của con người sẽ dừng lại, phải không ạ? Thế nên là Xuân Quỳnh sợ là mình không có đủ thời gian để tiếp tục yêu đương nồng cháy, giống như là những đám mây, giống như là ngoài biển kia có rộng, thì những đám mây bao giờ cũng sẽ chỉ song song với mặt biển mà thôi. Người ta vẫn sẽ thường hỏi là vậy thì có một cái điểm nào để cho những đám mây và mặt biển có thể gặp nhau không? Thì có lẽ cái địa điểm mà những đám mây sẽ không phải song song một đường nữa, có lẽ là đường chân trời. Người ta tin vào đường chân trời, nhưng mà đường chân trời cách đó là bao xa, người ta cũng không thể nào đoán định được. Giống như việc là đôi khi mình yêu một người, đơn phương một người, mình cố gắng đi trên một con đường song song cùng với người đó, và rất hy vọng là có thể đến một thời điểm mình sẽ gặp một cái điểm cắt, để mình cảm thấy rằng là bản thân mình cùng với người đó có thể có một cái điểm dừng lại, có thể có một cái điểm trùng nhau. Nhưng mà đi mãi thì cũng không thấy điểm chung ở đâu cả. Và hiểu ra một định lý ở trong toán học, đã là đường thẳng song song thì sẽ không có điểm cắt, đúng không? Thế nên là suy cho cùng, dẫu cho có lo lắng thì chúng ta cũng không thể giải quyết được bất cứ điều gì cả. Chị đã rất là ấn tượng với một cái câu nói như thế này của một người chị như thế này, đó là ngày hôm nay chúng ta có được một ngày tuyệt vời, vậy thì tại sao chúng ta không vui đi? Bởi vì nếu như mà ngày hôm nay chúng mình vui thì biết đâu là ngày mai cũng sẽ như vậy, chúng ta sẽ lại tiếp tục được đón chào những ngày vui vẻ. Xuân Quỳnh cũng là một người nghệ sĩ đã từng là một người phụ nữ chìm trong những cái lo âu và khắc khoải của mình. Thế nhưng mà ngay lập tức thì Xuân Quỳnh đã thoát khỏi ra được cái nỗi âu lo và khắc khoải đó để hướng tới một cái khát vọng, đúng không ạ? Xuân Quỳnh đã vượt qua được cái quy luật để tìm thấy sự lạc quan trong chính mình. Chị lựa chọn một cái lối sống tích cực,
không chán nản, không tuyệt vọng. Sống hết mình cho mỗi phút giây để mỗi phút giây trôi qua đều không trở thành vô nghĩa. Và lúc nào cũng can đảm mạnh mẽ vượt qua tất cả những phong ba bão tố của cuộc đời mình. Phải không ạ? Xuân Quỳnh viết như thế này: làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Cái tôi cá nhân mong muốn được hóa thân, được tan ra thành trăm ngàn con sóng nhỏ, được hòa vào đại dương để vĩnh viễn hát mãi khúc ca ngàn năm. Biển ở đây là thể hiện cho biển lớn tình yêu, sóng ở đây là khát vọng hóa thân cho cái tôi cá nhân. Và bây giờ nhận thức được cái sự hữu hạn của thời gian đời người, thì người phụ nữ đã muốn được tan mình ra để trở thành một con sóng hòa nhập với biển lớn của tình yêu. Em trở về đúng nghĩa trái tim em, là máu thịt đời thường ai chẳng có, vẫn ngừng đập giúp cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Được không nào? Các bạn ơi, đó là bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Được không ạ? Đó là bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Chị tin là với cái phần chia sẻ của chị ngày hôm nay thì các bạn cũng đã có thêm được những cái cảm xúc. Quan trọng trong viết văn phải là cảm xúc. Quan trọng trong viết văn phải là chúng ta phải thực sự hiểu về tác phẩm và thực sự cảm được, thực sự đặt mình trong cái hình tượng, trong cái hình ảnh để suy nghĩ. Chứ không phải viết văn là chúng ta đơn thuần chúng ta nghĩ rằng là tôi chỉ cần học thuộc, hay viết văn chỉ là tôi đơn thuần tôi nghĩ rằng như thế là được rồi, viết như vậy, phân tích giải thích nó ra thành văn xuôi là được rồi. Chị muốn là thay đổi cách suy nghĩ của các bạn. Chị muốn là văn học sẽ đem cho các em những cái bài học thú vị về cuộc đời, giống như Sóng của Xuân Quỳnh. Hướng cho chúng mình tới những cái bài học tình yêu, đúng không? Chúng ta hiểu hơn về tình yêu, chúng ta hiểu hơn về những cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Đó là đối với các bạn nữ. Các bạn nam thì cũng sẽ có được một cái góc nhìn nhận mới để sau này, khi mà các em đã phải lòng một người nào đấy rồi, thì các em sẽ hiểu hơn để thông cảm cho những cái cảm xúc, cho những cái nỗi âu lo, cho những cái khát vọng của người ta. Được không ạ? Laptop của em hết pin rồi à? Kiểu vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Ngày hôm nay thì chị phát hơi muộn một chút xíu, phải không ạ? Ngày hôm nay thì phát hơi muộn một chút xíu. Thế nên là cũng có nhiều bạn chắc là đã đi ngủ rồi, phải không ạ? Không có vấn đề gì cả. Chúng mình có thể xem lại được mà, đúng không nào? Ok. Rồi, bây giờ cũng đã là 23:10 rồi. Cũng đã khá là muộn rồi. Có lẽ là chúng mình nên đi ngủ thôi nhở. Chị mong là các bạn lúc nào cũng sẽ mở rộng trái tim của mình, cảm thông cho người khác, chia sẻ với những cảm xúc của người khác, được không? Nha. Chia sẻ những cái cảm xúc của người khác với những cảm xúc của người khác. Hãy đồng cảm trước khi chúng ta phán xét. Vì chị nghĩ như vậy thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều nhá. Cảm ơn các em vì ngày hôm nay đã theo dõi đến hết, mặc dù bây giờ đã khá là muộn rồi. Và chị chúc cho các bạn một lát nữa sẽ đi ngủ thật là ngon. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái phần livestream tiếp theo. Có thắc mắc gì, băn khoăn gì thì gì nhở? Tôi đứng xem luôn nhé vì phải sạc pin à. Rồi, có thường xuyên tương tác với chị nhá. Có thắc mắc, có băn khoăn gì thì có thể nhắn tin cho chị, hoặc là có thể nhắn tin cho các anh chị ở fanpage Học Văn Chị Hiên nha. Ok không? Hiện tại thì chị đang có cái quyển này mới này. Đó là 40 bài văn mẫu trọng tâm, tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm. Quyển này rất là xịn sò, rất là dày và rất là to luôn. Đấy, thế nên là nếu như bạn nào muốn tìm hiểu nhiều hơn về cái đầu sách mới này của chị ấy, thì các em có thể inbox cho chị nhá, hoặc là inbox cho một bạn nào đó ở trong fanpage học, một cái bạn admin nào đó trong fanpage Học Văn Chị Yên nha. Ok, chị cảm ơn các em và chúc các bạn ngủ ngon nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.